Thưa quý vị và các bạn, làn da luôn là yếu tố hàng đầu để có thể đánh giá độ tươi trẻ của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, theo quy luật tự nhiên thì làn da sẽ thay đổi theo yếu tố thời gian và tuổi tác. Để có thể ngăn chặn được quá trình lão hóa của làn da thì nhất thiết phải có một chế độ chăm sóc da theo từng lứa tuổi. Chương trình Nâng Cấp Vẻ Đẹp ngày hôm nay, Phương Nguyên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một công nghệ có thể khiến cho chị em phụ nữ đáp ứng mọi yêu cầu về làn da của mình, đó là công nghệ trẻ hóa da Thermat. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng làm quen với những vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Phượng đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Và xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Kim Ngọc đến từ Thẩm mỹ quốc tế Bali 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Xin được cảm ơn những vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thưa chuyên viên Kim Ngọc, Phương Nguyên được biết là công nghệ Thermat là giải pháp giúp làn da duy trì được tuổi thanh xuân, ngăn ngừa lão hóa và trẻ hóa da, đã được FDA của Hoa Kỳ chứng nhận về tính hiệu quả và an toàn. Vậy chị Kim Ngọc có thể chia sẻ lý do vì sao công nghệ Thermat lại được nhiều chị em phụ nữ săn lùng và lựa chọn đến như vậy ạ? Xin chào Phương Nguyên, xin chào Nguyễn Phượng và xin chào khán giả của chương trình Đẳng Cấp Phái Đẹp. Nhiều chị em phụ nữ tin tưởng và lựa chọn công nghệ Thermat bởi vì đây là một công nghệ điều trị không xâm lấn, làm cho làn da trở nên săn chắc hơn, tái tạo lại những cái đường nét tươi trẻ trên gương mặt và làm cho những sợi collagen dưới da hoạt động mạnh mẽ hơn. Thermat tác động làm săn chắc và phục hồi collagen ở cả ba lớp trên. Hiệu quả đạt được là do tác động của công nghệ CRF độc đáo của Thermat đã làm nóng một cách mạnh mẽ và đồng nhất phần khối collagen sâu ở dưới lớp bì và lớp mỡ dưới da, làm cho da săn chắc tức thời, cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da. Năng lượng sóng điện từ công suất cao đưa sâu qua da nhưng không làm tổn thương lớp da, bởi vì trên đầu tip nó được thiết kế một cách đặc biệt, có sử dụng chất làm lạnh để bảo vệ bề mặt da trước, trong và sau khi điều trị. Khi xung CRF đi qua, hiệu quả điều trị của công nghệ Thermat còn tiếp tục tăng rõ rệt sau từ 4 đến 6 tháng sau, do lượng collagen tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Vậy với độ tuổi 37 của tôi thì nên sử dụng công nghệ Thermat như thế nào để mang lại hiệu quả tối ưu nhất, thưa chuyên viên? Đây là độ tuổi mà dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện và bạn đừng quá lo lắng, bởi vì đây là thời gian cũng khá nhạy cảm. Bạn phải biết lắng nghe sức khỏe của làn da chính mình để chăm sóc kịp thời. Ngoài việc sử dụng mỹ phẩm, đắp mặt nạ, uống nhiều nước, ăn ngủ điều độ, chống nắng thì bạn có thể áp dụng các phương pháp công nghệ cao nếu như làn da của mình đã lên tiếng. Tôi thấy làn da của bạn đã xuất hiện những lớp nhăn li ti nhỏ, nám, một số vết tàn nhang và lỗ chân lông cũng khá to. Để xử lý vấn đề này, bạn có thể cần đến sự trợ giúp của công nghệ nâng cơ xóa nhăn Thermat để giúp phục hồi da, xóa nhăn, ngăn nám và làm trẻ hóa làn da của mình. Tại Thẩm mỹ quốc tế Bali 601 Kim Mã, ngay là sau khi điều trị thì bạn có thể cảm nhận được kết quả rõ rệt là khuôn mặt của mình thon gọn, da mượt mà, săn chắc hơn. Kết quả này còn tiếp tục tiếp diễn theo thời gian từ 2 đến 6 tháng nữa. Thermat là một công nghệ có khả năng ứng dụng tốt với tất cả mọi loại da và màu da. Sau khi điều trị thì da có thể đỏ nhẹ trong một vài ngày, nhưng hầu hết khách hàng đều có thể trở lại làm việc bình thường ngay sau khi vừa điều trị mà không cần phải thời gian nghỉ ngơi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chị Nguyễn Phượng trải nghiệm một liệu trình trẻ hóa da bằng công nghệ Thermat tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Thermat sử dụng kỹ thuật sóng tần số radio đơn cực làm nóng các lớp sâu trong da, trong đó bề mặt được làm lạnh để không ảnh hưởng bề mặt da trong quá trình điều trị. Nhiệt sâu trong da giúp kích thích tiến trình tăng tạo collagen tự nhiên của da. Thermat làm cho da săn chắc các collagen hiện tại và tăng tạo collagen mới. Theo thời gian, các nếp nhăn và da chảy xệ được thay thế bằng lớp da mịn màng, săn chắc, cải thiện độ sáng của da cho làn da trẻ trung. Quy trình điều trị, bước 1. Thăm khám, tư vấn, bác sĩ sẽ thăm khám cụ thể, đánh giá mức độ chảy xệ, lão hóa của vùng da cần điều trị. Bước 2, làm sạch vùng da điều trị. Bước 3, dán giấy và thoa gel lên vùng điều trị. Bước 4, thực hiện điều trị với Thermat. Tùy từng tình trạng da và nhu cầu trị liệu khách hàng mà bác sĩ sẽ sử dụng những đầu tip khác nhau để điều trị. Sau khi điều trị với công nghệ Thermat, bạn có thể trở lại làm việc và sinh hoạt bình thường ngay mà không có bất kỳ một cảm giác đau đớn hay khó chịu nào. Bước 5. Chăm sóc sau điều trị. Chăm sóc da sau điều trị Thermat rất đơn giản. Ngay sau khi làm xong trị liệu, bạn có thể trang điểm và đi làm lại bình thường. Bạn chỉ cần lưu ý ăn uống đủ ấm và rửa nước ấm trong 24 giờ và bảo vệ da bằng kem chống nắng khi ra đường. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Phượng sau khi vừa trải nghiệm một liệu trình điều trị bằng công nghệ trẻ hóa da Thermat. Trước đây tôi luôn tự tin mình sở hữu một làn da mịn màng và căng bóng. Tuy nhiên thời gian gần đây, khuôn mặt của tôi xuất hiện nhiều nếp nhăn, làn da bắt đầu dần trở nên lão hóa, khiến tôi luôn mặc cảm. Mặc dù đã sử dụng rất nhiều phương pháp điều trị nhưng không có hiệu quả. May mắn thay, tôi được tham gia chương trình và được trải nghiệm công nghệ trẻ hóa da Thermat. Sau buổi trải nghiệm, tôi thấy làn da của mình mịn màng hơn, các nếp nhăn bắt đầu mờ đi. Chắc chắn tôi sẽ sử dụng công nghệ Thermat
để đạt được hiệu quả tốt nhất và sở hữu làn da đẹp như mong muốn. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali đã cho tôi cơ hội trải nghiệm công nghệ tuyệt vời này. Nếu quý vị và các bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc liên quan tới công nghệ trẻ hóa da Thermax, hãy gọi ngay tới hotline 0945368989 tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.